Đúng như chúng ta đã nói thì bên phía United Sports họ phải bắt buộc cấm cho mình, đó là con bài Dr. Mundo. Bên cạnh đó thì con bài được cấm tiếp theo đó chính là con bài Cookie. Còn bên phía Rogue Gaming họ lựa chọn cho mình đó là con bài Bloom cũng như đó là con bài Ezreal. Như vậy là có Galio được thả ra trong trận Chắc đấu chắn. này. Và Galio hiện tại thì tôi đang thấy được nhá hàng bởi đó là RNS Esports. Nhưng sự lựa chọn đầu tiên của họ đó là con bài Kennen. Còn bên phía Glory Gaming thì hai sự lựa chọn đầu tiên của họ đổi lại. Đó là Camille ở khu vực đường Baron và Java đệ tử ở khu vực đường rừng. Kennen này là một lựa chọn mở nè. Nhưng với cái sự mà đánh giá hàng và quân bài Ahri đến từ RNS Esports thì tôi nghĩ có lẽ là Kennen này sẽ là Kennen đi đường Baron rồi. Đúng, chắc chắn Kennen sẽ đi đường Baron khi mà Suri với con bài Ahri này thì đã khóa rồi. Vậy thì chắc chắn đã hình thành lên đội hình ở bên phía nửa cánh trên, đó chính là Kennen ở khu vực đường đơn, Olaf khu vực đi gần và Ahri ở khu vực đường giữa. Và bên phía của GNS họ vẫn liên tục nhá cho mình đó là bộ đôi khu vực đường dưới, đó chính là con bài Mephiston cũng như là con bài Galio, một con bài đang cực kỳ là mạnh mẽ ở trong vòng loại này. Không được Galio hỗ trợ. nghe rồi. Galio hỗ trợ trong trận đấu này dành cho RNS. Đổi lại ở bên phía Glory Gaming thôi thì tôi đang thấy có sự xuất hiện của cặp đôi Javan đệ tứ như là Orianna. Đây là hai quân bài kết hợp rất tốt với nhau ở trong những pha tranh trọng. Khi mà Javan đệ tứ có khả năng lao vào giao tranh bật lên cho mình cái đại địa chấn, anh ta sẽ khép góc toàn bộ đội hình của đối thủ. Sau đó thì Orianna ở phía sau có thể khống chế toàn bộ đội hình đối thủ với cái pha xoáy cầu của mình, tạo tiền đề cho người chơi xạ thủ của họ nó cái xa có thể băng lên và dùng đam, đúng không? Đúng là như vậy, không những thấy còn có Lulu để hỗ trợ cho người chơi lao lên của mình, đó chính là Lid với con bài Chavan. Và như chúng ta có vẻ như cái bộ ba mà Camille, Chavan cũng như Orianna là luôn luôn được xuất hiện ở trong bất kỳ một ván đấu nào, bởi vì đây là bộ ba cực kỳ mạnh ở việc mà bắt lẻ những mục tiêu của đối phương. Và chúng ta cùng chờ xem liệu rằng ở phía bên Logi mình đó họ thả con bài Leo là có mục đích, bởi vì khi mà bạn thả con bài Leo á thì nó sẽ kết hợp mạnh với những vị tướng mà lao vào. Như chúng ta là hay biết đó sẽ là có một cái cặp combo mà thường dùng nhất, đó chính là Galio Camille. Và khi mà bạn có đối phương có con Galio mà bạn để thêm cho đối phương có con Camille nữa thì coi sẽ như là không thể nào mà chơi được cả, xạ thủ của bạn không thể nào mà chơi được cả. Không những thế thì thậm chí là có thể kết hợp tốt với là con bài Chavan nữa. Và chúng ta thấy thì bên phía của Glory Gaming thì họ lấy cho mình đó là cả hai con bài đó để giảm đi cái khả năng phối hợp đến từ con bài Galio trong tay của GNS. Tuy nhiên thì bên phía RNS Esports trong trận đấu này họ cũng có một quân bài giao tranh và chống chịu rất mạnh mẽ ở khu vực đường rừng, đó là Olaf, đúng không? Olaf thì trong bản những bản cập nhật gần đây của chúng ta thì nó cũng bị giảm đi phần nào sức mạnh rồi. Tuy nhiên đây vẫn là một quân bài có khả năng càn lướt vô cùng mạnh mẽ, và nếu Olaf trong trận đấu này chống chịu được đủ lâu và đợi được cái siêu hùng giáng thế của Tít anh ta bay đến thì tôi nghĩ có lẽ đây sẽ là một pha giao tranh thắng lợi dành cho RNS Esports. Nhưng mà hãy cùng chờ xem bên phía GNS thì họ sẽ tận dụng cái đội hình của mình này như thế nào đây. Và hiện tại thì có lẽ như là ván đấu thì vẫn khá là cơ bản mà thôi. Hai người chơi đi gần khởi động vòng cầu của mình ở con bùa đỏ. Và hiện tại thì có vẻ như là tốc độ ăn đến từ Lid là nhanh hơn so với Simba. Và có lẽ thì đó vẫn sẽ là chia nhau hai con khu ở hai khu vực đường sông chắc mà chắn thôi. rồi. Và kèo đấu đường rồng của chúng ta thì một bên có Lulu Kai'Sa, một bên có Galio và Miss Fortune. Về mặt cấu rỉa mà nói thì tôi nghĩ là cả hai cặp đôi đều làm tốt. Galio có khả năng cấu rỉa cực tốt với cái chiều một đội cánh chiến trận của mình. Ở bên phía bên kia có Lulu. Lulu là một quân bài hỗ trợ có khả năng cấu rỉa cũng vô cùng tốt luôn. Và đặc biệt là Miss Fortune với cái bắn một được hai của mình thì cũng là một con bài có khả năng cấu rỉa tốt. Vì vậy tôi đánh giá là về khả năng cấu rỉa thì hai cặp đôi ở khu vực đường rồng chúng ta là ngang kèo. Đúng, chính xác là như vậy. Và hiện tại thì Lid đang ăn cho mình là con bùa xanh. Ủa, tại sao anh ta không ra kiểm soát con à, bởi vì đồng đội đường dưới của họ đang bị đẩy, và đó là một cái sự thua thiệt nho nhỏ mà thôi, nho nhỏ mà thôi, bởi vì hiện tại thì cặp đôi đường dưới của họ đã ra hỗ trợ cho Lid rồi, và vẫn sẽ là tình huống mà chia hai cua mà thôi, không có điều gì mà đặc biệt cả ở trong ván đấu này. chỉ là chia hai cua để từ hai người chơi đi rừng ở hai bên bờ sông mà thôi. Ở khu vực đường Baro đi, kèo đấu giữa Kennen và Camille thì Kennen anh ta chắc chắn cũng sẽ gặp không quá nhiều nguy hiểm với Camille đâu, khi mà Kennen là một con bài có thiên hướng đánh xa. Kennen ở đây đang đẩy một đợt lên Ôi cao trời hơn ơi. so với Camille, và Simba sau khi ăn đi con cua anh ta tiến vào bãi đá của Glory Gaming, anh ta cướp đi được đó là bãi đá này.
đã có những cú binh hỗ muốn hỗ trợ đến từ những DC Game, và có đây và đây chúng ta đã có những bước đi chuyển của 26 December lên hỗ trợ người chơi đường trên của mình, bởi vì họ biết rằng bởi vì GNS họ muốn tổ chức một pha băng trụ và có vẻ như là họ đã quyết định bỏ rồi. Chắc chắn là sẽ không có đội tuyển nào tổ chức ép trụ khi mà trước phút thứ 3 đâu. Bởi lẽ trước phút thứ 3 thì cái trụ nó vẫn còn cái giáp bảo vệ của mình đúng không? Và sau phút thứ 3 thì mới mất đi. Vì vậy tất cả các đội tuyển ta chắc chắn là sẽ lựa chọn phương án ép trụ ở sau phút thứ 3 là phương án tối ưu của mình. Ở kèo đấu đường giữa là kèo đấu giữa Ari và Oriana. Thì với một kèo đấu đường giữa mà nói thì chúng ta sẽ chỉ nhìn vào khả năng dọn lính của những cuộc bài này mà thôi. Người chơi đường giữa nào có khả năng dọn lính nhanh hơn và có thể di chuyển trước so với đối phương thì người chơi đường giữa đó sẽ tạo được lợi thế cho những người đồng đội của mình ở khu vực còn đường những đường còn lại nhiều nhất. Có vẻ như vậy, và hiện tại thì tôi cảm giác như ở khu đường giữa thì khả năng đẩy lính là vẫn ngang nhau, vẫn chưa quá nổi trội nghiêng về cho bên phía người chơi nào cả. Còn vòng gần thứ hai cũng đã có rồi, khi mà con bùa đỏ thì Lead anh ta sẽ ăn cho mình thành công và lên cấp 6. Có găng hay không đây? Có muốn găng vào người chơi đó là Su hay không đây? Và hiện tại thì có vẻ như ta đi qua. Tất nhiên là mình hay không ấy. Chưa bị phát hiện tầm nhìn nha. Nhưng đang có dấu hiệu tele về nhà hồi phục đến từ Lead. Vẫn đang là rất cân bằng và rất thận trọng đến từ cả hai team trong trận đấu này, bởi vì đây là trận đấu quyết định đúng không? Đúng, đây là trận đấu cuối cùng và đội tuyển nào sảy chân ở trận đấu này thì họ sẽ không bao giờ có cơ hội làm lại được nữa, khi đây đã là trận thi đấu quyết định cuối cùng của vòng loại của tuần thi đấu cuối cùng của vòng loại rồi. Ui, một pha sử dụng chiêu mục của mình khá là xui khi mà không trúng đó là con cua và để cho Simba anh ta kiểm soát được con cua này, và khi mà một đội tuyển nào đó họ kiểm soát được con cua trước hang rồng thì lợi thế của họ sẽ là nhỉnh hơn nhiều, bởi vì đã sẽ được một con cua mà cung cấp tầm nhìn cũng như là khả năng di chuyển khi đi qua nó. Đồng ý là như vậy. Hiện tại thì với con cua này thì GNS Esports đang chiếm tiền cờ ở hang rồng và đã có lao vào đến từ Gaio bật lên luôn cho mình, đó là cái khiên đu đàn khiêu khích được một người thiêu đốt chết luôn người đi đường bên phía bên kia, đó là Lead rồi. GNS Esports họ đang cover cho nhau để có thể lui về hang rồng và tiến tới con rồng đầu tiên của trận đấu này. Và con rồng nước này có lẽ nó sẽ thuộc về cho RNS Esports mà thôi, khi mà người chơi đi rừng ở bên phía bên kia đó là Lead của Glory Gaming, người ta đã phải nằm xuống với một pha lao vào combo mẫu mực đến từ RNS Esports. Đã có những tình huống mà con Mario đã thể hiện được sức mạnh của mình, đó là những tình huống mà mở cực kỳ là quyết đoán cũng cực kỳ là chấp nhoáng đến từ Lead Tip. Trong khi đó thì ở phần này thì Tip anh ta đã sử dụng siêu hùng nhẫn thấy của mình để chạy đi, nhưng sau khi đáp xuống trong vững tâm cầm chủ và ta phải nằm xuống ngoài hàng gục dành cho phía đó là người chơi đại địa chấn. Đại địa chấn được bao lên úp vào vị trí của Rai Rai, ta không còn năng lượng nữa và ta cũng không thể cover cho người đồng đội của mình, đó là đó là Simba lùi về được trong bằng chỗ không đây này. Rai ta biết tiếp tục bị ép vào bởi đó là ba người của Glory Gaming tiếp tục có thêm một mạng hạ gục nữa, tỷ số mạng gục bây giờ đã là 3-1 rồi. Nghiêng vào cho bên phía của Glory Gaming một thế trận khá là tốt khi sau khi họ đã bị với con bài Galileo mở một cách khá là chớp nhoáng và để cho người chơi đi gần của mình phải nằm xuống mất đi con rồng nước, và hiện tại thì họ đã gỡ lại được cho chỉ là ba mạng hạ gục, coi như cũng là một điều gì đó mà an ủi cho họ. Và hiện tại thì Su anh ta được đẩy xuống khu vực đường rồng này để cho những đồng đội của mình có đông nhân sự hơn ở khu vực hang Baron, không phải khu vực hang sứ giả. Hiện tại thế trận vẫn đang là rất cân bằng dành cho hai đội tuyển của chúng ta. Khi mà RNS Esports có được màn hạ gục đầu tiên của trận đấu có được con rồng đầu tiên của trận đấu này nữa, nhưng Glory Gaming họ đã đổi lại bằng 3 điểm hạ gục, và RNS Esports họ đang khởi động con sứ giả khe nước này là dành cho RNS Esports. Easy Game anh ta tiếp tục cái công việc anh ta ưa thích đẩy đường rất cao ở khu vực đường rồng, nhưng đang vấp phải sự kẹp cặp đến từ bài Kennen ở trong tay Su. Trong khi đó khu vực đường Baron này thì là một tình huống 3-3 đến từ bộ đôi đường dưới hỗ trợ, cũng như đó là người chơi đi gần con sứ giả đã được thả ở khu vực trên. Bên phía GNS họ di chuyển sớm hơn so với bên phía đối phương. Đây là pha ép trụ đến từ RNS Esports băng vào bật lên cho mình, đó là tận thế nào đang rộng. Nhưng Simba ta đã phải đâm xuống quá sớm, tối hậu từ bật lên vào vị trí của Rai ta cũng phải nằm trong tình huống này. Bây giờ Rodia mình ta tràn lên, Oriana xoáy cầu là hụt. Và hai người chơi còn lại của RNS Esports có thể lùi về được trong tình huống này. Không muốn lùi về. Tiếp tục muốn móc máy ở vị trí của 26 December đến từ Suri. Đây là hai người chơi đường giữa của chúng ta. Có một pha solo kill nào đến từ hai người chơi đường giữa này hay không?
Hiện tại thì ở khu vực đường giữa rất cơ hội, đó là Teddy. Teddy anh ta cùng với người chơi hỗ trợ của mình đang cố gắng bào đi những lớp giáp trụ giữa của RNS Sport, nhưng bào đi một lớp giáp trụ rồi, nhưng hết lính rồi, họ phải lùi về. Có vẻ như đó là một tình huống mà họ muốn quyết định đánh ở và thả sứ giả khu vực đường trên là không hợp lý lắm, khi mà Easy Game anh ta nói lên cho mình đó là cú dịch chuyển được nâng cấp từ dài, còn trong khi đó thì Kennen trong tay của Su anh ta được quyết định một lựa chọn khác, đó chính là lên cho mình đó là món trang bị lớn là mặt nạ đỏ đầy lên Rai. Thì điều đó đồng nghĩa với việc mà anh ta sẽ không đủ lượng kinh tế để có thể nâng cấp cái giày lên cú dịch chuyển để hỗ trợ nhân đội của mình, và đó là một pha giao tranh lấy đi 4 mạng hạ gục, à chính xác hơn là 2 mạng hạ gục đến từ Logimin. Khá đáng tiếc cho đội Esports, pha ép trụ của họ vừa từ Baron là không thành công, và một tín hiệu đáng lo hơn dành cho đội Esports trong trận đấu này đó là người chơi đi đường của họ Simba đã phải nằm vướng 2 mạng hạ gục rồi, và với một con Olaf đang khá thọt như thế này thì đồng nghĩa với việc là Simba anh ta cũng đang khá thiếu sức chống chịu. Và cái combo mà chúng ta nhắc đến từ đầu trận đấu đó là Simba anh ta bật lên tận thế Ragnarok lao vào giữa đội hình của đối thủ, sau đó thì Tiết anh ta sử dụng siêu hùng giáng thế đến, nó hiện tại đang là tương đối khó thực hiện với đội Esports khi mà Simba anh ta đang không được trâu cho lắm. Đúng là như vậy, bởi vì tôi cũng đang thắc mắc hướng lên đội của anh ta là với cái thủy kiếm này thì anh ta muốn là cho mình đó là cái tam hợp kiếm mà, thay vào đó là một cái giáp thiên thần để hỗ trợ cho anh ta trong những tình huống băng vào một cách đó là mạnh mẽ hơn. Và hiện tại thì sau khi có cho mình đó cái chỗ đầu tiên ở khu rừng rồng bên phía gần S, họ chuyển hướng đó là quay sang ăn cho mình đó con rồng đức này. Đây là thời điểm khá nhạy cảm này, nếu bất kỳ đội nào của chúng ta phải nằm xuống dù chỉ là một người thôi thì đó sẽ là con rồng dành cho đội kia. Nhưng trước hết là ép ở trụ đường giữa đến từ RNS Esports lao lên bật đại địa chấn trúng vào một người, giao tranh đổ ra có tối hậu từ được bật lên đến từ Easy Game. Ui, xoay cầu là đẹp trúng hai người, và ở đây Lít anh ta còn thấp máu quá, ta lùi về. Tuy nhiên Royal mình chưa mất đi người nào trong khi RNS Esports đã mất đi hai người rồi. Quá là khó chịu đi đến từ những con bài mở giao tranh cực kỳ tốt đến từ bên phía của Logan mình, khi mà Javan anh ta lao vào có ngay sự hỗ trợ đó là khổng lồ hóa đến từ Lulu, một lượng chống chịu một lượng máu khá là lớn, con rồng đang vẫn được giữ lại bởi cú chừng phạt tốt đến từ Lead. Và trong tình huống đó thì Su với con bài Kennen anh ta sử dụng chiêu cuối bạo xâm lấn của mình chỉ trúng được đó là một người mà thôi, khá là đáng tiếc trong tình huống rồi. Hiện tại thì lượng rồng đang là cân bằng khi mà mỗi đội chia nhau một rồng. Bên phía RNS Esports thì có đồng nước, còn phía Glory Gaming thì có cho mình đó là đồng đất. Tuy nhiên trong những pha giao tranh như chúng ta đã thấy, Glory Gaming hiện tại mới là đội đang làm tốt hơn, bởi lẽ trong đội hình của họ có nhiều sát thương cũng như là nhiều khống chế tổng hơn ở bên phía RNS Esports. Đúng là như vậy, và có vẻ như là con cấp combo mà Simba lao vào và sử dụng những thế đến từ Tick vẫn chưa được thực hiện một cách, nhưng mà trong đó khu vực đường trên đã một tình huống là xoáy cầu và tiếp đi là sử dụng bản năng xuất thủ mình lao lên dứt điểm đi ra cái mạng của Rai. Và bây giờ với cái việc là Rai anh ta phải nằm xuống thì hiện tại cái trụ đường Baron của RNS Esports đang bị đa dạ. Tuy nhiên trước đó cái trụ đường giữa ở Glory Gaming nó vốn đã còn rất thấp báu rồi, bây giờ nó thuộc về cho RNS Esports rồi. Và hiện tại là một pha ép trụ đường Baron đến từ Glory Gaming với hai người họ có cho mình đó là cái trụ này. Đúng thì khá là tốt đến từ Logan mình khi mà họ tổ chức bắt lẻ sớm vào người của Rai. Một pha lao vào combo kỳ kích đến từ Lead, một pha hôn gió trả đòn từ Suri nhưng may mắn là nó hụt. Và ở đây tiếp tục là những tình huống móc máy vào nhau đến từ cả hai đội, chỉ là những tình huống trao đổi chiêu thức khu vực đường giữa đây. RNS họ có 5 người ở khu vực đường giữa, trong khi thì Glory Gaming họ chủ động hơn, họ chia người ra. Easy Game tiếp tục di chuyển xuống khu vực đường rồng để có thể đẩy cao những đợt lính của mình lên, và Su ngay lập tức khi mà Easy Game ta di chuyển thì Su anh ta cũng phải di chuyển theo. Đúng là như vậy, và trên bản đồ hiện tại thì tôi để ý con rồng tiếp theo đó sẽ là con rồng gió, điều đó chứng tỏ với việc là cái con linh hồn rồng sẽ là một con linh hồn rồng lửa, một linh hồn mà cực kỳ giá trị cho bất kỳ một đội tuyển nào. Ôi, tôi hậu thư bật lên vào vị trí của Su, xoáy cầu là đẹp và Su nằm xuống quá nhanh. Ô, một pha siêu hùng giáng thế đến nhưng nó trễ, bảo đạn được xả ra bởi Rai nhưng không lấy đi được quá nhiều máu của Glory Gaming. Glory Gaming thành công có được một điểm hạ gục vào vị trí của Su, họ thành công lùi về một nhịp với cả 5 người. Ở đây Glory Gaming họ có thêm một đợt lính nữa nhưng họ quyết định là không tiếp tục ép vào cái trụ này. Đúng là như vậy, một tình huống mà tổ chức giao tranh mà đâm đánh một cực kỳ là quyết liệt và mạnh mẽ cũng như là khá là dứt khoát đến từ Glory Gaming, họ lấy đi được cái mạng của Tờ Su.
với việc mà tờ số nằm xuống hai mẹ như thế này thì có vẻ như cái kèo thi đấu ở khu vực đường trên, đường đơn đẩy lẻ thì người có vẻ như là nắm lợi thế nhiều hơn, đó chính là Easy Game rồi. Và hiện tại thì lượng tiền vẫn chưa chênh lệch quá nhiều đâu, chỉ là một lượng chênh lệch đó là khoảng 2.000 tiền mà thôi, một lượng chênh lệch mà không phải gọi là quá nhiều để cho bên phía của LNS họ phải e ngại trong những pha giao tranh kế tiếp. Và Cloud Gaming thì họ biết điều đó, họ chơi rất chắc bài. Mất đi đồng hồ cát đến từ 26 December và Bokki mất đi cho mình đó là cái đồng hồ cát thì anh ta cũng mất luôn, đó là điểm hạ gục của mình lên bảng điểm số đến từ 26 December. Mất người. Nhưng ở thời điểm hiện tại là con Baron tiến ngay đến con Baron, đó là RNS sau khi có được điểm hạ gục của 26 December. Lead anh ta đã tới, sẽ là một tình huống 50-50. Chúng ta cùng chờ xem, nhưng mà có vẻ như bên phía của RNS Nhưng Khoan đã lao vào đến từ cướp được con Baron đến từ vị trí của Lead và giao tranh đang được nổ ra. Có vẻ như bên hiện tại thì RNS họ đang có lợi thế nhiều hơn, và hiện tại thì Teddy anh ta đã tới, sát thương đã tới. Có vẻ như Logimin họ đã hài lòng với việc mà họ cướp được con Baron trước mũi của RNS. Chắc chắn là rất hài lòng rồi khi Lead anh ta chỉ phải mất đi đó là cái giáp hồi sinh thôi, nhưng đổi lại đó là cả một con Baron dành cho Cloud Gaming ở trong trận đấu này. Và anh ta làm được điều đó trước mũi cả 5 người chơi của RNS trong pha thi đấu đó. Tình huống đó thì khá là đáng trách cho người chơi Simba, khi mà tôi định vừa nói đó là một tình huống mà sẽ là một 50-50 đúng không? Nhưng không, sẽ là 6-4 nghiêng về trên bên phía của RNS. Khi mà tôi để ý trước tình huống đó thì Simba anh ta cấp 12, còn Lead chỉ cấp 11 mà thôi, và điều đó chứng tỏ trừng phạt của Simba là nhiều sát thương hơn. Nhưng có vẻ như Lead anh ta là người trừng phạt tranh được sự sát thương là nhỉnh hơn nhiều so với người chơi ở phía kia chiến tuyến, đó là Simba. Và bây giờ thế trận bỗng dưng là nó trở nên nhỉnh hơn một chút dành cho Cloud Gaming này. Mới chỉ trước đó một ít phút thôi, chúng ta còn một thế trận có 7. Đây là hộp vỏ chính xác, và 26 December một lần nữa lại phải nằm xuống. Nhưng may mắn cho anh ta là không hề có bất kỳ mục tiêu lớn nào hiện tại có ở trên bản đồ. Và coi như là Cloud Gaming họ mất đi người chơi đường giữa của họ thì họ sẽ bị chậm lại một chút ở cái thế đẩy của họ với cái đường lợi bàn tay Baron này mà thôi. Ở trên khu vực đường Baron thì Easy Game anh ta đang dẫn một đợt lính rất lớn vào cái trụ hai này, có sự phòng thủ đến từ sự phòng thủ này nó là đủ để giúp cho RNS Esports giữ lại cái trụ này. Khu vực đường giữa Cloud Gaming họ đợt lính đầu tiên họ không thành công lấy được cái trụ giữa này, nhưng đợt lính thứ hai họ có cái trụ giữa. Trong trận đấu này thì Suri anh ta liên tục có những tình huống mà hôn gió cực kỳ là chuẩn xác vào những vị trí chủ lực của đối phương. Và December anh ta khá là đáng trách trong hai tình huống mà phải nằm xuống vừa rồi, anh ta đã đẩy quá cao khi mà không có nhầm đội của mình ở xung quanh. Và việc mà bên phía của Lori Gaming với cô Baron họ lấy cho mình đó là hai tất cả cái dàn trụ ngoài, chính xác hơn đó là dàn trụ hai bên phía của gần Esports, và có vẻ như là một con Baron khá là thành công đến từ Lori Gaming. Hiện tại là vẫn còn có thể cầm cự lại một chút đến từ RNS Esports. Mặc dù là lượng tiền hiện tại nó đang giãn cách lên con số tương đối lớn, 9.000 tiền. Và 9.000 tiền ở trong một trận thi đấu chuyên nghiệp thì chúng ta đều biết đây là một lượng tiền nó lớn đến cỡ nào. Tuy nhiên thì vẫn còn đó một tia hy vọng dành cho RNS, đó là họ vẫn còn toàn bộ dàn trụ Mega của họ ở trong trận đấu này. Sát thương chủ lực của họ hiện tại đang rất đáng tiếc, có KDA không đẹp lắm, đó là 1-4, một bài Miss Fortune ở trong tay của Rai. Rõ ràng là Rai trong trận đấu này thì anh ta hiện tại đang rất khó để có thể xả những tình huống bảo đạn của mình, bởi lẽ những người chơi thuộc hàng trước của anh ta đó là Tiếp với Simba thì hiện tại vẫn chưa đạt được cái ngưỡng sức mạnh chống chịu của mình. Đúng là như vậy, người mà luôn luôn giữ lại những tình giữ lại ván đấu cho bên phía của NF đó chính là người chơi ở khu vực đường giữa Suri với con tạt bài Airi. Những cú hông gió là luôn luôn chính xác. Và hiện tại thì bên phía Cloud Gaming sau khi mà họ có được cho mình đó là dàn trụ hai của RNS, họ tiếp tục chia đều đội hình của mình ra, đẩy cao ở ba đường. Easy Game phụ trách ở đẩy lẻ ở khu vực đường rồng này, trong khi đó thì tất cả thành viên bên phía của Cloud Gaming họ sẽ tập trung ở khu vực hai Baron này. Easy Game rình rập con cá mập bắt vào vị trí của Su, bật luôn lên đó tối ưu thủ, nhưng đây là những người chơi khác của RNS đang đến. Và rồi Easy Game bắt buộc phải bỏ chạy trong những người khi mà có quá đông những người chơi RNS, nhưng anh ta đã tạo được khoảng trống đủ lớn để bốn người đồng đội của anh ta ở một phương trời khác ăn đi cho mình con Baron thứ hai của trận đấu này, lao vào bật lên cho mình đó là lại đi chân khép góc được toàn bộ đội hình của RNS Esports. RNS Esports trả đòn một pha bảo đạn vào góc hẹp cực đẹp đến từ Rai, nhưng chừng đó là chưa đủ, bởi lẽ Glory Gaming bây giờ mới tràn lên. Hiện tại Lead anh ta vẫn đang được còn sống, 26 December cũng vậy,
Và đội hình của RDS Esports tan vỡ trong trận đấu này. Và đây là đợt lính đang đẩy vào cái nhà chính của họ. Và Glory Gaming có được trận đấu này. Một trận đấu với chỉ 17 phút. Bên phía của Glory Gaming họ đã có được chiến thắng chung cuộc 2-1. Và phải thực sự là đánh giá cao người chơi đi gần. Đó chính là Lead khi một tình huống mà anh ta lao xuống cướp được Camaron. Và từ đó là như là bước ngoặt trận đấu luôn. Từ đó thì Glory Gaming họ lấy lại được cái thế trận. Và từ đó họ có được Glory Gaming rất là co. Với một Camaron đầu tiên có được dàn chủ ngoài của đối phương, chính xác hơn là dàn chủ thứ hai của đối phương, và sau đó họ tiếp tục có cho mình đó là một combo lane sau khi người chơi đường đơn của mình đó là Easy Game câu kéo quá nhiều thời gian cũng như quá nhiều thành viên của đối phương, và từ đó thì chiến thắng chung cuộc 2-1 dành cho bên phía Glory. Đồng ý, chính xác là như vậy. Con Baron một quả là một bước ngoặt của trận đấu, khi mà kể từ sau khi mà con Baron đó nó bị cướp đi ngay trước mũi năm thành viên của RNS thì tôi nhận thấy có một sự lúng túng nhất định trong những pha di chuyển như là kiểm soát tầm nhìn của bên phía của RNS. Bằng chứng là ở cái pha thi đấu cuối cùng thì RNS họ đã không đọc được cái tình huống ăn Baron bên phía đối thủ, bởi lẽ họ bị Easy Game thu hút quá nhiều. Đúng, chính Easy xác. Game trong pha thi đấu đã thu hút được đến 4 người 4 chơi của bên phía RNS. Và Glory Gaming họ đã thành công ăn cho mình con Baron 2 trận đấu qua đó, kết thúc luôn cái trận đấu này. Chúc mừng Glory Gaming, họ đã là đội tuyển thứ hai góp mặt ở trận chung kết tổng của bảng A. Như vậy là với việc chiến thắng RNS này thì Glory Gaming họ sẽ có thêm một cơ hội nữa để lại thách thức Saigon Phantom, đội thủ đã từng đánh bại họ ở trên nhánh thắng ở trong trận chung kết tổng. Đúng xác là như vậy, chúc mừng Glory Gaming. Và đây là thông số sau trận đấu, tỷ số về màn gục là 14-4, không nhiều như những ván đấu đầu tiên đúng không, nhưng có vẻ như là bên phía của Glory Gaming họ đánh cũng cực kỳ là chắc chắn. Và trong trận tranh cuối vừa rồi thì Teddy anh ta cực kỳ là hổ báo, là tóc biến lên trước mặt đối phương và anh ta bắn, và sau cùng thì anh ta sử dụng bản năng sát thủ của mình để dứt điểm đi, đó là người chơi Suri, và sau đó thì không còn sau đó nữa. Và đây người chơi được SMVP trong ván đấu này bên phía của RNS Esports đó là Rai với KDA là 252, mặc dù nằm xuống là nhiều nhất nhưng có lẽ như lượng sát thương anh ta gây ra cũng là nhiều nhất ở bên phía đội hình của anh ta. Lượng sát thương anh ta gây ra chủ yếu đến từ những cái bảo đạn mà anh ta xả ra đúng không, đặc biệt là cái bảo đạn cuối cùng khi mà anh ta có thể xả ra nó ở một cái góc hẹp. Tuy cực nhiên... kỳ chính xác luôn. Góc hẹp, tuy nhiên là cái lượng sát thương đó nó không đủ, không đủ đúng không? Để kết thúc đấy. Đi nhiều người chơi của bên phía Glory mình. Quân bài Kennen của Su ở trong trận đấu này thì rõ ràng là cũng không làm được quá nhiều điều. Đúng, chính xác. Kennen là một quân bài mà RNS họ lựa chọn trong trận đấu này để có những pha mở giao tranh tổng thật đẹp. Tuy nhiên thì chúng ta rất hiếm khi thấy Kennen trong một pha giao tranh tổng nào đó có thể bật lên cho mình, đó là cái bão sấm sét kết hợp với những pha giật sét cũng như là mở lên tốc độ ấm sét để có thể làm choáng được toàn bộ đội hình đối phương. Đúng, chính xác. Rất hiếm, hầu như là không có không những có, pha thi đấu là như vậy luôn. Không và có. Một cái điều nữa khiến cho RNS thất bại trong trận đấu này đó là người chơi đi rừng của họ, đó là Simba. Simba trong trận đấu này anh ta phải nằm lại đó là 3 màn hạ gục. 3 màn hạ gục. Anh ta quá thiếu sức chống chịu trong trận đấu này. Đáng lẽ trong trận đấu này thì Simba anh ta phải là người thu hút được nhiều sự chú ý của bên phía Glory Gaming, và đáng lẽ anh ta phải thu hút được đâu đó 3-4 người. Sau đó thì tít anh ta sẽ đến với cái siêu hùng giáng thế. Đó là cái kịch bản đẹp nhất dành cho RNS trong trận đấu này đúng không? Tuy nhiên thì RNS trong trận đấu này thì Simba anh ta không làm được điều đó. Đúng, chính xác như vậy. Và đây là những thông số chi tiết của người chơi MVP trong ván đấu thứ 3 này, đó chính là Teddy với con bài Kai'Sa. Với một pha giao tranh cuối, anh ta lao vào phía đằng sau của đối phương bắn cực kỳ là hổ báo. Đây, tỷ số hạ gục 7-0-4. Không nằm xuống bất kỳ một đường nào cả. Một người chơi AD mẫu mực. Sát thương gây gà là 19.000. Sát thương nhận vào là 10.000. Cùng với đó là tỷ lệ tham gia giao tranh. Đó là 79%. Sát thương gây ra là 19.000. Thua 1.000 tiền so với... thua 1.000 sát thương so với người đồng nghiệp của anh ta đó là Rai, đúng không? Tuy nhiên, thì với những cái tiền đề cũng như là cái thế giao tranh mà những người đồng đội của anh ta bày ra cho anh ta.